Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại hạt giống, đó là hạt giống quả mâm xôi đỏ. Thì như chúng ta cũng biết là chúng ta đã thường xuyên nghe đến đó là cái quả mâm xôi. Thì với cái loại hạt giống như thế này, nó sẽ có xuất xứ là từ Việt Nam và một gói này là 30 hạt. Thế thì cái mâm xôi đỏ ấy, thì nó có nhiều tên gọi khác nhau. Các bạn có thể gọi tùy theo từng vùng miền, đó là quả đùm đũng hay còn gọi là phúc bồn tử. Đó. Cái thời điểm mà các bạn thích hợp gieo trồng quả mâm xôi này đó là các bạn sẽ có thể gieo trồng vào mùa hè được. Đó. Mùa hè, mùa thu hoặc là mùa xuân. Nếu mà muộn nhất là vào cuối mùa thu, đầu mùa thu. Còn nếu không thì thường thường chúng ta sẽ hay gieo vào mùa hè và mùa xuân. Nếu mà với cái khí hậu mà nó mát mẻ thì các bạn, ví dụ như ở Sapa, ở Đà Lạt ý, thì chúng ta có thể là gieo trồng quanh năm được. Cái nhiệt độ để cho cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển tốt là nó sẽ rơi vào tầm từ 20 đến 32 độ C. Đó. Cái hạt mâm xôi đỏ này của chúng ta thì nó cũng khá là lâu lấy mầm. Nó phải rơi vào khoảng tầm 2 tháng. Sẽ có hai cách để các bạn gieo trồng cái hạt mâm xôi đỏ này. Đó là các bạn sẽ gieo trực tiếp cái hạt mâm xôi đỏ này xuống dưới phần đất và chúng ta sẽ tưới ẩm hàng ngày cho đất. Còn cách thứ hai là các bạn sẽ ủ cái hạt này vào cái khăn ẩm. Hàng ngày chúng ta sẽ kiểm tra cái khăn ẩm đó. Nếu khăn khô thì chúng ta sẽ nhỏ nước vào. Đó. Thì cái thời gian nó cũng phải kéo dài phải đến tầm 2 tháng đấy các bạn ạ. Thế khi mà cái mâm xôi của chúng ta này nó đã lên thành cây con rồi thì các bạn lưu ý một chút là cái cây mâm xôi của chúng ta nó sẽ ưa nắng rất là nhiều. Nếu như mà các bạn trồng mà ở nơi nào đó mà nó ít ánh nắng ấy thì cái chất lượng quả của chúng ta nó sẽ không được ngọt. Đó. Các bạn trồng thì cần phải có nhiều ánh nắng thì cái chất lượng quả của chúng ta nó sẽ ngọt hơn. Và các bạn tránh những cái nơi có gió mạnh nhé. Vì có gió mạnh như thế thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cây của chúng ta, nó sẽ bị gãy. Cái thời gian mà các bạn thu hoạch quả mâm xôi chúng ta thì khoảng tầm 4 đến 5 tháng sau thì chúng ta mới thu hoạch được những quả mâm xôi. Đó thì cái điều kiện tự nhiên để các bạn trồng thì đó là những cái ví dụ như là về ánh sáng là phải cần rất là nhiều. Và cái gió thì chúng ta nên tránh những gió to. Đó. Thế thì những cái lưu ý như vừa rồi thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn.